Mịt thứ hôm nay. Hello mọi người, là Muối đây. Hôm nay ngày làm tháng tốt, Tết Đoan Ngọ mà, cô Muối lại quay trở lại bằng một video quê thiệt là quê. Hiện tại bây giờ là Chánh Ngọ, là thời điểm cực dương trong ngày hôm nay. Nắng tốt, bầu trời thì đẹp khỏi chê luôn. Có một câu đố dành cho mọi người nè, thử nhìn vô màn hình và đoán xem tên của loài cây cỏ này là gì nha. Số là ngày hôm qua, khi làm cho kênh cô kể chuyện một bài đọc liên quan đến phong tục tập quán về ngày lễ Tết Đoan Ngọ của dân tộc mình. Trong bài đọc ngày hôm qua, có một chủ đề mà Muối rất yêu thích, đó chính là hái thuốc nam trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ở đâu đó, nơi các khu trung tâm hay là thành phố lớn, các bạn có thể sẽ hơi lạ lẫm khi nói về thuốc nam. Tuy nhiên, đối với những nơi đậm phong cách hương đồng gió nội như quê nhà Muối, thì thuốc nam là một trong những điều rất phổ biến. Để giải đáp cho câu đố hồi đầu clip, thì đây là cây mần ri nha mọi người. Mần ri theo phương ngữ miền Trung là làm gì, làm cái gì đó. Ở vùng đồng bằng, nơi có độ ẩm cao, loài cỏ này sinh sống rất phổ biến. Mần ri được các chuyên gia chia làm hai loại. Mần ri có hoa màu trắng, ít phổ biến hơn. Và mần ri có hoa màu tím là loại đang xuất hiện trong video của Muối. Thông thường khi đi hái thảo dược, người ta sẽ cố gắng lấy cho bằng được hết phần gốc và rễ của cây, vì đây là những bộ phận có giá trị dược liệu cao nhất. Mần ri là một loại cây cực kỳ tốt luôn á. Nào là có lợi cho xương khớp nè, đặc biệt là cái vụ thoát vị đĩa đệm á nha. Rồi còn tốt cho gan, cho thận, bồi bổ cơ thể nữa. Rất nhiều người luôn nha, trong đó có người dân quê Muối, tin tưởng rằng đi hái thuốc nam vào ngày mồng 5 tháng 5 là tốt nhất. Giữa trưa, thời tiết đẹp chịu không nổi. Nhưng mà không phải chỉ đẹp buổi trưa thôi đâu nha. Ngày nào cũng vậy, 6 giờ chiều mình với mẹ sẽ bơi xuồng đi thăm tôm cua và cho chúng ăn. Lúc đó là lúc ngắm hoàng hôn lý tưởng luôn á. Mấy cái loài cây cỏ mọc hoang dại như thế này thường hay ít sâu bệnh lắm. Mình chỉ cần đem vô rửa thật sạch, sau đó cắt khúc khoảng 3 phân rồi phơi thật khô để dùng dần là được. Rửa xong xuôi đâu đó, thường á thì Muối sẽ bó thành những bó nhỏ nhỏ như thế này nè, rồi để cho ráo nước, sau đó mới đem cắt khúc ra. Hôm nào mà gặp trời nắng tốt á, mình phơi một ngày là thấy đã ok rồi đó. Nhưng mà nếu như muốn lưu trữ lâu thì mình nên phơi thật khô, cỡ 2 nắng đổ lên là được. Chỗ này là cam thảo đất, Muối làm từ mấy hôm trước, cắt 3 phân thì cũng cỡ này nè mọi người. Đợi mần ri nó khô lặn quay á thì lâu quá à, nên thôi mời mọi người cùng tham khảo qua hình thái sau khi thành phẩm của cam thảo đất. Dù gì thì bọn chúng cũng hao hao giống nhau, mọi người có cái để liên tưởng nha. Hôm nào có thời gian, Muối sẽ làm một video riêng về cam thảo đất để gửi đến mọi người. Còn bây giờ, Muối phải đi ăn một cái bánh xèo nhân thịt vịt rồi ngắm hoàng hôn trên vuông tôm đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của Muối nha. Hẹn gặp lại.